thưa quý vị, hôm nay Jimmy rất là may mắn để mời một người nghệ sĩ mà Jimmy đã ái mộ từ khi mà Jimmy còn rất bé, với những bài hát dân ca Việt Nam mà Jimmy vẫn còn nhớ trong đầu, đó là bài Trăng sáng vườn chè, Đêm vinh quy, Đàn cù, hay là bài Thị màu lên chùa, một cái nhạc kịch trên sân khấu của Thúy Nga mà Jimmy vẫn còn nhớ. Hôm nay tại thành phố San Jose, xin mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón nữ nghệ sĩ Ivan. Xin chào cô. Xin chào Jimmy. Xin cô có vài lời với khán giả. Xin chào khán thính giả của Jimmy TV. Yeah. Thật ra là Ivan cũng rất là lâu rồi trốn ánh đèn đấy. Nhưng mà rất là nể Jimmy và cũng cảm cái tình cảm rất là tha thiết của Jimmy, cho nên là Ivan cũng rất là vui, bởi vì là tuy là không gặp mặt trực tiếp nhưng mà Vân cũng là khán giả của Jimmy TV đấy. Thành ra Vân cũng rất là vui là vì mình gặp nhau ở đây ngay tại San Jose này. Cảm ơn cô. Hôm nay hai cô cháu ngồi tại Santana Road, một khung cảnh rất là dễ thương, và nhất là đang cái mùa này thì sắp bắt đầu cho đi lao động đủ rất là vui vẻ. Thưa cô, nhắc đến cô thì như Jimmy có được tìm hiểu đó thì được biết cô được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật với thân mẫu của cô là nữ nghệ sĩ Aileen. Tôi xin nhờ cô nói thêm về người mẹ kính yêu của mình. Má của Vân ấy thì là cũng lại sinh ra trong một cái gia đình cũng là nghệ thuật nữa. Tại vì là bà ngoại hay là mấy ông cậu thì cũng là tham gia nghệ thuật. Mà ông cậu, một trong những ông cậu đó là nhạc sĩ Thanh Thân. Ủa vậy hả cô? Là cậu của cô? Ông cậu. Tức là em của bà ngoại. Thế thì nhờ thừa hưởng một cái truyền thống trong gia đình như vậy. Thì má Vân thì từ bé cũng đã hát nhạc tân nhạc, rồi học đánh trống, học đàn kềm, và nhảy thiết hài. Thế cho nên là khi mà bắt đầu đi vào con đường nghệ thuật ấy, gọi là chuyên nghiệp đó, thì má Vân lúc đầu là nghệ sĩ hát những bài gọi là nhạc Tây tiếng ta, có nghĩa là giống như là nhạc ngoại quốc lời Việt bây giờ đấy. Thời buổi đầu đó. Thời đầu là như thế. Rồi sau này thì bắt đầu mới đi sâu vào cái con đường hát cải lương. Nhất là khi đã thành hôn với ba của Vân rồi, thì lập nên cái hát Ái Liên. Đầu tiên là Kim Trung Ái Liên, rồi sau tách ra thành cái hát Ái Liên. Thì má Vân là hát cải lương là chính. Thường là hát cải lương là người Nam, vậy thì mỗi lần má cô hát là hát giọng Nam đó cô. Đúng rồi. Ngay cả ngày xưa khi mà má Vân hát tân nhạc đấy, bây giờ nghe lại những cái đĩa ngày xưa đó, hát tân nhạc mà hát bằng tiếng Nam. Ủa vậy hả? Mặc dù là người Bắc. Đấy. Chỉ có ví dụ mấy bài Cò Lả Chống Quân chẳng hát hạn chỉ dân ca Bắc Bộ thì hát tiếng Bắc thôi. Còn những cái bài gọi là nhạc Tây đó, tiếng ta đấy, nói theo kiểu như là ngày xưa đó, thì là toàn là hát tiếng Nam hết. Tôi nghe rất là, mình cũng rất là thấy ngộ ghê lắm. Bao tay đang sáng xinh mây đông là hương đưa thơm hương hoa hương nấy, đàn hương mẹ nâng đôi bông hoa thắm hương nấc hương thơm. Em biết rồi ác tâm ngày kia anh nhắm khơi qua đằng nhằm nhằm qua đi con mong đi tao có mà dù nên theo hết kia mới quay đến quê đi. Ai có đồng nhiều quá nhắm nắng còn cải lương thì dĩ nhiên là bởi vì cái môi trường hoạt động nghệ thuật của ba má Vân là chủ yếu là trong Nam nhiều lắm, cho nên là sau này khi mà sau năm tư thì má của cô Vân thì có tham gia trong đoàn cải lương Nam Bộ, cho nên là tự nhiên khi bắt đầu mình biết hát cải lương là mình hát tiếng Nam. Hát tiếng Nam. Và xin mở một cái dấu ngoặc là nữ nghệ sĩ Aileen cũng là một trong những ca sĩ hát tân nhạc đầu tiên của Việt Nam mình.
Cho nên hôm nay được nói chuyện với cô cũng tìm hiểu về bài là một cái điểm mà Jimmy cũng muốn tìm hiểu từ lâu rồi để nhắc nhớ về nền tân nhạc Việt Nam. Nhắc về ba cô một chút xíu thì ông có là nghệ sĩ không? Ba Vân thì là một người ái mộ nghệ sĩ, đam mê nghệ thuật, nhưng mà không hề hát được một câu nào đến nơi đến chốn hết cả. Có lẽ là tại vì má với các con đã dành hết rồi, cho nên Ba Vân thì là một cái người mà fan, big fan của bà già, cộng thêm là big fan của giới nghệ sĩ trong ngành nghệ thuật nói chung. Nên là cũng nhờ đó mà má của cô Vân cũng có một cái bệ phóng rất là chắc để cho má có thể thăng hoa trong cái con đường hoạt động nghệ thuật. Vậy là ông cũng làm business cũng rất là giỏi không cô? Rất là giỏi. Rất là mê mê thật và biết cách. Giống như bây giờ gọi là manager thì Ba Vân là vì cũng là do tuổi trẻ thì ông cũng lăn lộn làm đủ nghề hết. Để mà sống một cái người Hà Nội, một chàng trai Hà Nội trẻ mà đi vào trong Sài Gòn để sống được và có một cái mối quan hệ bạn bè rất là rộng. Thì phải nói là Ba Vân cũng là người rất là năng nổ, rất hoạt bát và rất là biết cách, biết cách để mà giúp cho má Vân có một cái môi trường hoạt động nghệ thuật rất là thuận lợi. Jimmy được biết là cô họ Hà, Jimmy cũng họ Hà, biết cô cháu mình có bà con gì không? Chắc thế nào cũng có bà con nữa, xa xa vòng vòng đâu đó. Tại vì Vân nghĩ là người Việt Nam mình cứ cách đây chừng mấy chục năm á thì người đâu có đông như bây giờ đâu, cho nên là mấy đời trước mình có thể là bà con, có thể lắm, rất có thể, vì họ Hà thật ra cũng không phải là họ lớn ở Việt Nam đâu. Cho nên chắc thế nào cũng có dây mơ dãy má, chứ phải về tìm hiểu ra phả xem thế nào. Thì cô nhắc đến gánh hát của gia đình của cô là gánh hát của cô bà Ái Liên đó. Thì Jimmy thấy là đó là đoàn cải lương ở ngoài Bắc mà đi vào Nam hát và được đồng bào ở trong Nam đón nhận rất là nồng nhiệt. Vậy thì những cô đào hoặc là những người kép nào là hát trong đoàn của má cô? Thật ra cô Vân cũng không hỏi cho được rành rẽ lắm. Cũng ngày xưa hồi bé cũng không có tìm hiểu lắm đâu. Nhưng chỉ biết là thời xưa đầu tiên là gánh Kim Trung Ái Liên. Có cô Kim Trung là chắc chắn rồi. Thế còn có thể không biết là có cô Bích Hợp hay không. Chắc là người xưa thì thế giới nghệ sĩ cải lương ngoài Bắc không nhiều lắm. Cho nên có lẽ cũng chỉ loanh quanh một số người như thế. Đấy là mình đang nói về gánh hát của Kim Trung Ái Liên. Còn bên gánh hát Trương Vàng Thủ Đô thì có cô Kim Xuân, chú Tiêu Lang. Còn bên đoàn Kim Phụng thì có thể có nhiều khác, nhưng mà cô Bích Hợp và cô Bích Thuận thì cũng đâu đó trong cũng một cái thế hệ với mẹ cô. Thưa cô, năm 1954 thì gia đình của cô có định di cư vào Nam? Thật ra mà nói thì cái như là lúc nãy cô Vân có nói là cái môi trường hoạt động nghệ thuật của ba má cô ấy thì là ở trong Nam rất là thuận lợi. Cho nên là khi mà có một cái sự gọi là nó sẽ thay đổi cái thể chế và thay đổi một cái môi trường đó thì ba của cô Vân là người nghĩ đến việc di cư trong Nam ngay đầu tiên. Thế thì khi đó thì ông đã quyết định là sẽ cả gia đình sẽ di cư vào Nam. Thế nhưng mà tội là của cô Vân. Lúc đó là cô Vân là má Ái Liên đang mang bầu cô Vân 9 tháng rồi. Cho nên là không thể nào một cái người phụ nữ với một cái đàn con lốc nhúc 8 đứa rồi bây giờ thêm cái bầu 9 tháng làm sao mà có thể đi xuống Hải Phòng mà xuống cái tàu Há Mồn lênh đênh trên biển cả để vào trong Nam được, không biết cái chuyện gì xảy ra. Không biết lúc nào sẽ là sanh con, lúc nào, bất cứ lúc nào. Chính vì thế trên má cô Vân nghi ngại, không muốn đi. Nếu mà đi thì ba cô đi mình thôi, để mấy đứa con, tất cả các con ở lại đây. Chính vì thế cho nên là ba cô quyết định là ở lại. Cô có nghĩ là cái quyết định ở lại như vậy nó là một cái định mệnh cho cuộc đời cô không? Cô rất là tin. Cô rất là tin là con người ta nó có định mệnh, có cái số phận, có con đường đi hết. Cho nên có thể là trong cái rủi này nó lại có cái may khác, hoặc là ngược lại. Cái gì nó cũng mình không tránh khỏi được. Có thể cái quyết định đó trong cái lúc đó là thể theo một cái tình hình sức khỏe, thử theo cái ý nguyện của má Vân Vân là không đi thì hợp lý. Nhưng là những cái chuỗi năm tháng sau này thì có thể chứng minh là điều đó là một cái quyết định sai lầm.
chẳng hạn như vậy. Nhưng mà rồi ngược lại thì với những cái diễn biến một của một cái lịch sử gia đình ấy, yeah. thì nó lại có những cái bước này, nó lại là một cái tiền đề cho một cái bước khác, yeah. nên tôi cho là một cái số phận rồi. Bây giờ mình mảnh lại thấy cái gì nó dường như cũng có lý do của nó hết. Yeah. Thì cho nên là sau năm 54 thì cô lớn lên ở ngoài Bắc. Yeah. À, năm 1990 là cô mới ở lại Tây Đức thì sao ạ? Đúng rồi. Yeah. Năm tháng 1 năm 90 yeah. thì cô đang được theo chức một cái ký kết giữa Việt Nam và Đông Đức cũ. Đông Đức hồi đó là gọi là Cộng hòa Dân chủ Đức cũ đấy. Yeah. Thì đã có một cái ký kết với nhau giữa hai bộ văn hóa là cô Vân được đi học yeah. về đạo diễn sân khấu nhạc nhẹ yeah. ở Đông Đức. Yeah. Thế cho nên là bức tường Berlin thì đổ năm tháng 11 năm 1989. Yeah, đúng. Thì tháng 1 năm 1990 thì cô Vân đi học. À, trước cái thời gian đó nữa, lúc mà cô còn ngoài Bắc, khi còn ở Việt Nam đó, thì cô có được biết hoặc là được nghe những cái bài tân nhạc nào của trong miền Nam mà nghe lén thì được không cô? Ngày xưa thì không nghe lén. Thật sự ra là cái thời những cái năm chiến tranh ấy thì đã được nghe những cái đĩa gọi là đĩa 78 78 là được nghe Thanh Kim Huệ này, Út Trà Ôn này, cô Ngọc Dầu này, Út Bạch Lan này, là lúc đó là nghe ở trên, khi mà mình lên trên Hội Văn học Nghệ thuật ấy thì được nghe từ của chú Hoàng Đình Giang và hoặc là một số những người trên đó họ có cái đĩa nhạc này thì được nghe. Thì do mấy ngày xưa mới biết bài đắn dài đây đắn dài ba đồng một nơi đất sáng bóng như hương trong như mới từng cơn theo khi khách tên như xe đã tốt bần tây xin bao đám mình người này đó. Đại khái thì là mới nghe, mới biết là tân cổ giao duyên là thế nào. Vì là cái giai đoạn đó là chắc là sau 30 tháng 4 phải không cô, là cô vào trong Sài Gòn hay sao cô? Trước luôn trước hả? Đó từ thời chiến tranh cô vẫn nhớ là những năm 60 mấy đã nghe mới biết là Thanh Kim Huệ rồi là Thành Được rồi Út Trà Ôm hoặc dấu Út Bạch Lan đại khái vậy. Được nghe hồi đó mình không nhớ là cụ thể là những bài nào nhưng mà được nghe. Cái cảm giác của cô như thế nào khi mà lần đầu tiên cô vào trong Sài Gòn sau năm 75? Thật ra từ người Bắc đi vào trong Nam, từ Hà Nội vào Sài Gòn nó không phải là đi máy bay nữa là trong vài tiếng mà nó là cả một chặng đường từ Hà Nội đi vào các tỉnh miền Trung rồi miền Nam, Trung Bộ rồi vào đến Sài Gòn. Có như là xuyên Việt đi xe đi xuyên đó. Việt, tức là 4 ngày 3 đêm. Thì khi mà vào đến cầu Hiền Lương thì đã làm, thì lúc đó là từ ngoài Bắc vào đến cầu Hiền Lương thì nó vẫn là cái khung cảnh như thế, khung cảnh làng quê rồi bị chiến tranh nó tiêu điều, nó rất là khó khăn. Cho đến khi vào cầu Hiền Lương thì nó gây cho mình một cái xúc động, một cái ấn tượng rất là khó tả. Mình nghĩ không bao giờ một cái cô bé mà sanh ra lớn lên ở Hà Nội rồi có một ngày được đứng lên cái nhịp cầu mà nối liền Bắc Nam như thế. Thì sau đó là bắt đầu sau cái tuyến 17 trở vào trong thì thấy nó chỉ là những cái cảnh mà chạy loạn, hoảng loạn, tả tơi, mất mát, kể cả chết chóc. Rồi mình cứ thấy dần dần vào, tức là không như trong cái hình dung của mình về là ngày giải phóng miền Nam là sẽ mọi người tưng bừng đứng trên hai bên đường cờ hoa ăn hoa, không có. Mình không hề thấy cái cảnh đó mà chỉ thấy người ở Quảng Trị thì lại chạy ở trong Nam, người trong Nam chạy ra Quảng Trị giống như người ta chạy tản cư ấy, chạy loạn đến đâu nó chạy đến đấy, thì cứ hai chiều đi ra đi vào những cái xe của phi long phi mã là cứ thấy trên đường nó đi như thế, mà trên xe được trồng chất người rồi đồ đạc nữa, là không, mình không hình dung được là cái Sài Gòn hoa lệ. Ngày xưa năm 70 cô đóng phim Chị Nhung á, thấy là hoa lệ, đi xe Honda đeo mang kính mát thứ nào. Thì mình không hề thấy những ngày đó mà chỉ thấy nó hoảng loạn, mất mát và nó tan tác. Cho nên là khi cô vào đến cái ngày mùng 3 tháng 5 gì đó, cô vào đến Sài Gòn thì
bắt đầu từ cái xa lộ Biên Hòa đi vào, thì vào đến Sài Gòn là chỉ thấy vỏ đạn đầy đường. Còn trên dọc đường thì hỏi nói rồi là mũ lính, giày lính, rồi nhiều khi một cái cẳng chân, cẳng tay là đại khái là không tưởng tượng được. Đối với một cái cô gọi là một cái cô bé mới lớn ở Bắc, và tất nhiên là khi chiến tranh, khi bị người Bắc bị quả bom, mình cũng nhìn thấy những cái cảnh gọi là chết chóc rồi thương vong rồi. Không hình dung là thành phố Sài Gòn nó lại như thế. Cho nên mình thấy mình ngỡ ngàng đó, và mình cứ thấy ngập ngùi thế nào ấy. Và sau đó thì những ngày tháng sau đó thì mình thấy nó không có giống như hoàn toàn khác hẳn so với hình dung của mình. Mình nghĩ là người trong Nam ta trông chờ người Bắc lại được nghe một chiều mà nghe đây đưa nghe tuyên truyền là hạt muối cũng phải cắn đôi, khá như vậy đồng bào miền Nam đang chờ cái gì với tất cả miền Nam giật thịt. Nhưng mà miền Nam cái đó cũng là cái khái niệm gì mơ hồ, nó là cái gì đó thì không hình dung đấy là một mảnh đất, không hình dung đấy là một con người, không hình dung đấy là một cái cuộc sống nào đấy. Mình không hình dung nó chỉ là một cái từ miền Nam, đôi khi nó không có ý nghĩa. Và khi cô vào cô thấy những cái tiện nghi của trong Nam thì ngỡ ngàng vô cùng, ngỡ ngàng hả cô? Ngỡ ngàng lắm. Thành ra là phải nói đúng lòng những cái ấn tượng mà mình không bao giờ mình có thể hình dung được là như vậy. Thưa cô, năm 1990 khi mà cô quyết định lại ở lại Đức đó, thì cái hành trình của cô có gian nan không khi mà cô phải nếu mà so với những hiểu biết về những thuyền nhân boat people thì cô thấy cái hành trình của cô nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Mặc dù đối với một cái con người mà sống từ bé nó cũng khá đơn giản, thì cô thấy cũng là một cái điều rất là đáng nhớ. Khi mà như là cô Vân nói lúc nãy là tháng 11 năm 89 thì bức tường Berlin nó đổ. Thì cũng để mà có được cái tấm vé máy bay và có cái visa để mà sang bên Đông Đức du học sau khi bức tường đổ là cả vấn đề. Trước khi bức tường đổ thì không sao, bởi vì Đông Đức cũng như là Việt Nam cũng là trong cái khối cộng sản. Nên là xin được visa, tất nhiên hồi đó ở Việt Nam mà xin visa đi nước ngoài cũng là cả vấn đề. Có bao giờ không ai được cầm cái passport trong tay hết. Chỉ khi nào mà có những cái công văn quyết định chính thức rồi thì lúc đó trước ngày đi họ mới phát cho mình cái passport. Thế thì khi mà bức tường đổ rồi thì cái việc cô đi học gần như là bất khả thi. Bởi vì cái anh tùy viên văn hóa của Đại sứ quán Đông Đức Hà Nội anh nói là nếu mà cô không đi được này thì cô chắc là sẽ không đi được. Bởi vì sao? Bởi vì là tất cả các cái bộ máy trong nhà nước của Đông Đức ấy, cũng nó có thể sẽ không còn nữa. Mà kể cả chúng tôi cũng không biết chúng tôi có còn làm cái công việc này ở đây không. Bởi vì nó sẽ thay đổi hoàn toàn, như giống như cái thể chế thay đổi và nên phải đi. Lúc đó thì bên Bộ Văn hóa mới cho người đến thu hồi lại vé bay và hộ chiếu của cô Vân. Vì sợ là đi rồi đi trốn. Mà lúc đó đó cô có ý định gì không? Có. Ồ vậy hả? Bởi vì là cái chuyện này nó dính dáng thì đời tư một tí. Trong cái chuyện này. Đời tư có vấn đề. Trên mọi người mà cái chuyện đó thì trong cái giới nghệ thuật ngoài Bắc thì họ biết. Nên cũng có thể là mấy ông chóc bù trường văn hóa sợ trách nhiệm. Nếu mà cô mà chạy trốn thì họ sẽ bị liên lụy. Cho nên là 4 ngày trước khi bay thì họ đến họ thu hồi lại cái máy bay và chiếu. Rồi sau đó thì họ lại cho đi. Thì lúc đó là tại vì cô cũng kỳ vọng vào trong cái chuyến đi này lắm. Chuyến đi này thứ nhất là mình được học hỏi. Thật sự là cô rất muốn, mình không thể là người nghệ sĩ trình diễn mãi được. Mà mình muốn là một cái gì đó khi mình giải nghệ hoặc là cái nghề nghiệp của mình nó không còn được như ý mình muốn nữa. Mình sẽ là một cái người đạo diễn cho sân khấu tạp kỹ. Giống như kiểu các sân khấu ca nhạc hải ngoại bây giờ. Tức là có đủ mọi màu sắc. Ca nhạc, vũ, hài kịch, thái. Muốn học cái đó rất thích. Thì cô đi là theo ký hiệp định của hai bên. Và trong một năm trước khi cô đi học thì báo chí cũng đăng là ô
sắp này sắp kia, tại vì lúc đó cô Vân được giải thưởng lớn ở bên Đức, okay. cho nên là cũng được cái giới nghệ thuật bên Đức họ biết, họ biết đến. Về Việt Nam thì ký theo cái hiệp định mình đi học là một cái khóa đặc biệt. Mình không phải là du học sinh học mấy năm, mình cũng không phải là nghiên cứu sinh 2 năm, mình cũng không phải là đi lao động xuất khẩu, mình không phải là đi công tác, mà mình đi học một cái khóa học đạo diễn này á, không phải nó diễn ra mỗi năm, mà 2-3 năm họ đủ một cái số thí sinh nào là học sinh nào đấy thì họ mới tạo một cái khóa học 2 năm ở Đông Đức. Thế chính vì cái sự mà đi ồn ào báo chí các thứ trong cả năm rồi, cho nên khi mà cô bị thu hồi vé bay và hộ chiếu, cô cũng kỳ vọng cái chuyến đi này lắm, thì tự nhiên mình bị sốc. Mình không thể tưởng tượng được cả một năm trời mình xây một cái kế hoạch của mình tương lai là mình sẽ đi học. Thì cô cộng thêm trường riêng của mình quá là bi đát, mình không có cái con đường nào, không có cái cách giải thoát, không lựa chọn được, thì cô quyết định là tự vẫn. Vậy hả cô? Cô cũng thức ngủ. Trời ơi. Cô cũng thức ngủ và rất may là ở nhà thì bà Lũ phát hiện ra. Thì đưa đi nhà thương rửa rửa. Trời ơi. Thế thì cái đêm đó xong rồi sáng hôm sau thì ba của cô với anh trai của cô là anh Hà Quang Văn, lúc đó đang ở trong Sài Gòn đi ra Hà Nội, thì mới lên Bộ Văn hóa. Rất lo sợ cho tính mạng của cô. Lên nói là tại sao cái chuyện này ký kết đi học đã rất là từ lâu rồi, mà tại sao giờ thay đổi đột ngột như thế, thì đúng là cũng vừa mất mặt mà vừa coi như cả cái con đường tương lai sự nghiệp nó cũng bị cản trở ghê lắm. Thì sau đó thì Bộ Văn hóa mới họp khẩn cấp, cái người phụ trách ký cho cô đi học thì người đó lại đi Nha Trang, thứ trưởng là đạo diễn Đình Quang, tiến sĩ Đình Quang, thì ông lại đi Nha Trang mà chưa biết bao giờ mới ra, mà trong lúc đi vé máy bay thì chỉ còn có 3 ngày nữa thôi là nó hết hạn rồi, nó không đi là kể nó không đi luôn. Thế thì lúc đó là ông Vũ Khắc Liêm là thứ trưởng thường trực của Bộ Văn hóa triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để lãnh đạo Bộ Văn hóa lên và quyết định là vẫn sẽ giữ kế hoạch như cũ, nhưng mà gọi cô lên với một phải làm cái bản cam đoan. Hai điều lại. Làm cam đoan, thứ nhất là không được trốn. Không được trốn sang bên Tây Đức. Cái thứ hai là không được mang con đi, vì lúc đó con trai của cô nó mới có 4 tuổi thôi. Thế cô thì cô rất thiết tha là muốn mang con đi, mình đi học chứ không phải mình đi lao động, sao mình có thể nửa chừng mình có thể đón con sang được, nhưng mà phải làm bản cam đoan như thế. Thành ra cô ok. Thì cái ngày đi vẫn nói chung là vẫn giữ như dự định. Thế là cũng qua được. Cái khó khăn lúc đầu là như thế, tức là mình cũng suýt trả giá bằng cái sinh mạng của mình để được đi học. Thế thì còn khi cái quá trình mà từ Đông Đức qua Tây Đông Mới Liên thì mới qua học được một tháng, thực ra là chưa học cái gì cả, bởi vì đầu tiên muốn tham gia khóa học để về ok tiếng Đức cái đã, mà Việt Nam thì học với học vẩn, sang kia thì ít ra mình phải học tiếng Đức khoảng 6 tháng, ok rồi mình mới tham gia vào lớp được. Thì mới đi học tiếng Đức được một tháng là tháng 2, thì một cô sẽ sang Đức là mùng 9 tháng 1 năm 1990. Thì đến giữa tháng 2, năm tức là hơn một tháng sau đó, thì Bộ Văn hóa Đức mới gọi cô lên. Mới nói là như là ngài đã biết, như là cô đã biết, là đất nước chúng tôi giờ đã hợp nhất rồi. Tự do. Và đến tháng 3 thì chúng tôi sẽ có giống như tổng tuyển cử. Thì từ giờ đến lúc đấy là chúng tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay cả chúng tôi không biết có còn ngồi ở cái phòng này không, chúng tôi có còn làm công việc này không. Cho nên cô phải tự lo. Mình không hiểu người ta nói tự lo với là thế nào. Mình vừa mới sang trên lớp chân giáo được có một tháng mà đi đã trần ai khoai củ như thế. Cho nên là cô về cô suy nghĩ.
bây giờ nó loạn hết không biết như nào, còn mình cũng không thể về được nữa. Yeah. Vì là rất là khó khăn. Thứ nhất là vé về lúc đó thì đi lấy ngay một chiều thôi. Yeah, đúng rồi. Cái thứ hai là bản thân mình đã muốn học. Và điều thứ ba là mình cũng có những vấn đề riêng trắc trở, mình muốn nhân cái dịp này đi để mình giải quyết chuyện riêng của mình. Yeah. Thì ra cô mới quyết định là sẽ phải trốn ra Tây Đức. Yeah. Nhưng mà trốn như thế nào? Yeah. Bởi vì sao? Bởi vì là hồi đó tất cả những người nào du học sinh, xuất khẩu lao động, rồi nghiên cứu sinh sang đến nơi là phải nộp passport cho tòa đại sứ hết. Không ai được giữ passport cả. Riêng cô không theo cái diện nào cả, cho nên cô vẫn đang cầm cái passport. Thế thì cô cũng có một số bạn bè cũng là hay đến chơi trong tòa đại sứ, hay là cũng có người trong đại sứ quán, thì họ mới, cái hôm đó họ mới gặp cô tình cờ thôi, họ gặp nói chuyện. Là trong đại sứ quán ngày hôm qua đó thì đang bàn với nhau là bây giờ biết trường hợp của cô thì của Ái Vân đó thì giải quyết như thế nào. Cô vẫn cầm passport và trong lúc đó là những cái gọi là cái làn sóng chạy từ đông sang tây là rất là mãnh liệt. Không cứ người Việt Nam mà những người châu Phi hay là kể cả dân Ba Lan, dân Tiệp Khắc, dân Nga, họ cũng chạy như điên ào ào. Thế thì muốn đi là phải có cái passport mới chứng minh nhân thân của mình là ai chứ. Bây giờ cô giữ cái passport như thế thì rất là nguy hiểm. Mà khi mà cô sang học như thế đó thì của Bộ Văn hóa Đức ấy, họ bố trí cho cô cái apartment riêng, riêng biệt ở trong khu phố bình thường thôi, tức là không dính. Đấy là cái nhà khách của Bộ Văn hóa. Nhưng mà nhà khách thì trong cả hơn một tháng trời ở đấy có một lần có khách thôi. Họ đến ở một cái phòng apartment có 3 phòng. Thành ra họ đến ở một đêm rồi họ đi. Nên là gần như một mình cô một cõi, không ai quản lý cả về giấy tờ và cả về bản thân mình nữa. Cho nên là cái đó là một cái rất là bài toán đau đầu với tòa đại sứ. Thì khi cô nghe thế cô bảo chết rồi, phải chạy càng sớm càng tốt. Thì cô chạy thì cô biết nói với ai bây giờ, cô biết làm sao. Cô chỉ biết là người ta đi ra cái cổng Brandenburg Store, là cái đó là giữa đông và tây Berlin đó, thì mở người ta xếp hàng đấy rất là nhiều. Thì cô mới, thì cái tuần đó thì cô em gái là Ái Thanh thì cũng cố đi xuất khẩu lao động từ Dresden, cố về chơi. Cô mới nói chuyện với cô em là như thế. Thì cô bảo thôi để cô về là thứ sáu, cô bảo thôi để mai em đi ra ngoài đó xem tình hình thế nào, thăm dò trước. Chỉ đến tối cô về thì cô bảo hôm nay em là đi giày thấp thì em đã qua được bên Tây Berlin rồi, đi dễ lắm. Thế là cô quyết định là thôi hôm sau chủ nhật sẽ đi. Sẽ đi thì cô chỉ xếp một cái túi nhỏ thôi, có hai bộ quần áo trong đó với vật dụng cá nhân. Thì đi ra ngoài đó thì cô Thanh lúc đó là có Tạ cùng với 7 người bạn nữa, cũng là quen nhau trong cái nhóm xuất khẩu lao động. Thì rủ nhau về Berlin. Đó thì hôm sau là 8 người kia cùng với cô là 9 người sẽ cùng ra ngoài đó để xem sao. Những người bạn rất là thương, rất là quý. Thì ra đó thì bắt đầu đứng xếp hàng, nhìn cái bên kia thì tức là bên đông thì xếp hàng rất đông, bởi vì người Đông Đức ấy, thì họ chỉ đưa qua cái cổng đưa passport thôi là họ đi qua, chẳng có vấn đề gì người Đức. Thế nhưng mà ví dụ như mấy người Á Châu hay là người Phi Châu thì với cái sắc bóp gửi cái nước ra, thành ra họ phát hiện ngay thì hơi khó khăn một chút. Đúng rồi. Thì lúc đó thì cô được nghe nói là có cái tín hiệu từ đại sứ quán các nước đó Việt Nam nữa là không cho công dân chạy qua, tại vì họ qua ào ào kinh khủng quá. Thế thì khi cô cũng xốc hàng, nhưng mình cũng tự tin lắm, bởi vì mình giữ cái hộ chiếu là công vụ. Đấy, mình tin tưởng là được. Thế thì nhưng mà càng xếp hàng gần tới nơi thì mình càng thấy càng sợ, căng thẳng quá. Trong khi 8 người kia là cứ đứng ngấp ở sau cái cột ấy, cái cổng Brandenburg Store nó có mấy cái cột lớn đứng ngấp để xem tình hình cô thế nào, đi mình cô thôi. Trong lúc đó thì bức tường bên kia vẫn cứ đục, bên tây cứ đục sàn, vẫn nghe tiếng như là lọc cọc rách cách như thế, hoặc đục tường, đục tường. Thế thì gần đến nơi thì là mình mới thấy còn khoảng độ 4 người nữa rồi, tự nhiên lúc đấy lo. Thì lúc cô xếp hàng, với một cái có tin người Đức, thì cô mới nói là ông nhận tôi là vợ ông nhá.
để cho cùng đi qua. Okay. Nhưng mà mới cách có mấy người thấy lính biên phòng của Đông Đức họ đã ngóc ngóc ra rồi. Thế mình thì cũng biết là ngóc ai, chắc là ngóc mình chứ ai thì đúng là chỉ giống như you. Thế là mình đứng ra, sang bên. Thì đến nơi thì mình, ông kính mà không, đây là vợ tôi, đại khái nói không cho qua là không cho qua. Bảo nếu mà bà này ngoại quốc nhìn cái passport thì bà đi cổng Alexander. Trời. Alexander là cái cổng ngặt lắm. Ôi cái đó là cái có cái trạm xe xe điện ngầm đông vào Tây Berlin. Okay. Thì qua đó là vô phương rồi. Thì cô mới tìm hiểu, cô quay lại nói mấy người kia là không xong rồi. Thì đang đứng bàn mưu tính kế xong sao thì tự nhiên bên đông bên tây đục sang một cái mảng tường rất là lớn. Như cùng lúc luôn. Rớt xuống luôn. Rớt xuống rồi bắt đầu ao lên mấy cái người mà Ba Lan cái gì châu Phi rồi mới nhanh chân. Thế chạy hào tới. Thì vừa chạy hào tới thì là lính biên phòng của Đông Đức đi xe check chạy qua chặn lại luôn, xong họ tìm có mấy cái FBI gì gần đó, họ rào luôn. Dạ. Họ rào luôn, nhưng mà tại vì họ không đủ người. Vì lúc đó, chỗ đó người ta chỉ nghĩ là cho người đi gọi như là chính hợp pháp thôi. Dạ. Thành ra khi cái xe mà họ nói bộ đàm, xe vừa mới đi một cái thì bắt đầu những người nào chưa đi được mà hào tới họ nhấc cái cản trở cái vật đấy đi. Thì mình cũng chạy qua, chạy qua thấy lúc tự nhiên là 8 người kia bảo đi qua luôn, đi qua dễ qua nguyên một cái khoảng to như này chui qua. Mà chắc đông người cũng qua cái chỗ. Ảo cô không nhớ nhưng mà ảo như là một cái đàn vịt. Trời ơi. Tại vì những người nào không đi được hợp pháp họ cũng tưởng là họ sẽ tìm cách được. Thế thì bắt đầu đến đúng cái khoảng trống đó thì có một cô bé người Đức gì đó, bé 4-5 tuổi đứng đây để hát liếm ngon như chỗ cao hát ngay cái chỗ mà rất là quan trọng, người ta cần phải thông qua. Thế là mấy người nhấc đứng ra mấy kia ào qua. Thế xong đang ở bên này đang nghĩ là rất chưa, là chưa. Quá chứ trời ơi, sao sức mấy ông con cô đang hồi hộp. Cô qua chỉ qua nơi một cái thì đang ở bên kia đang nghĩ là ngáo loạn như sang này, tự nhiên thấy bên kia tường bên Berlin, phía tây Berlin á, người ta đi lại xong kéo đàn rồi đánh đàn ca hát rồi vẽ bức tường rồi bên này đục bên lại bày có những cái bàn bày như cái miếng tường vỡ. Nói chung nó rất là thanh bình. Vừa mới qua cái bức tường ấy khác rồi, khác hẳn. Cô sang cô mới nói luôn câu đầu tiên là ủa Tây Berlin đấy hả? Đây là đất tự do hả? Đúng, mình tự không do nghĩ chỉ có một bước chân thôi. Mà trước đó nhé, những năm mà cô đi sang hát đến Đông Đức thì người ta có chỉ về phía bức tường, tại mình có đến cái bao giờ cũng đến cái trạm Alexander Platz là cái trạm cuối cùng của Đông Berlin, đối với Tây Berlin. Thì đấy là ngừng luôn. Thì người ta nói là bên kia là Tây Berlin nhé. Là thật ra ngày xưa ai đến gần bức tường lơ sớ rỡ trong cái khoảng nào đó là bị bắn chết luôn. Đấy. Không được tới gần tường. Nhìn thấy cái gì nó có cái gì nó bí hiểm, có cái gì nó vời vợi, có cái gì nó đau thương. Đó, thì cho nên là khi mình qua thì mình thấy ủa đây đấy hả? Đây là đất tự do đấy hả? Đấy. Đó, cái vượt biên của cô nó là như vậy. Nó đi kỳ nhưng mà chắc là không phải gian nan, nó là đánh đổi hết mất mát hết như là những người đi bình thường. Nhưng mà cái lúc đó khi mà cô vừa qua Tây Đức thì làm sao cô phải hội nhập cái đời sống bên Tây Đức cô? Thì qua Tây, trước đây là qua Tây Berlin, trước tiên là mình phải được nhận giấy tờ và phải được nhận ở trại tị nạn. Trước tiên, đấy là một cái bước đầu tiên ấy, ai con cũng phải thế. Thì cô cũng nhập trại. Đầu tiên thì là có mấy cái người đấy, hôm đó đi qua chủ nhật thì không có một cái cơ quan nào họ ở được. Cho nên là ở lại, tức là trong 8 người bạn của Thanh có người thì có cái người quen họ đã đi qua nhập trại tị nạn trước đó 2 tháng rồi, họ qua từ ngày đầu ấy. Thì lúc đó phải đi qua đến nơi rồi thì bảo bây giờ qua nơi đi đâu, không biết ở đâu, không biết liên lạc với ai. Thì họ mới nhớ ra như thế. Nhưng mà trước khi để đến được cái chỗ cái cô này ấy, thì phải có cái vé tàu. Vé tàu bên Đông Đức, vé tàu là vé bên Tây Đức là mắc gấp 4 lần vé bên Tây Đức.
Thế thì bây giờ làm sao mà những người xuất vào đó đồng tiền đâu mà ấy, mà làm sao biết để mua vé? Yeah. Thế là thôi để cho nó tiết kiệm tiền. Thì khi trong 8 người đó có một anh người Đức là cũng làm việc với mấy người xuất vào lao động, anh rất là dễ thương. Yeah. Anh tên là anh Kuyên Hóp. Thì anh bảo thôi để tôi về, tôi là người Đức, tôi sẽ về tìm đến Alexander Platz bên Đông Đức để tôi mua vé cho cả 9 người. Yeah. Đến về thì bên tàu nó chỉ đi chừng 5 phút thôi. Yeah. Thì quá lắm, đi về là khoảng 15 phút. 2 tiếng sau mới thấy anh chui qua mà đầu óc là mơ phở, cái mặt mũi là ngơ ngác. Yeah. Và sao? Tao bị bắt. Bị bắt là bị khám hết người. Tại sợ là giống như đi chui lậu hay là cái gì đó. Thế nhưng cuối cùng là cũng xong. Thế mua được 9 cái vé. Thì bắt đầu lên cái xe điện. Tây Berlin, Metro, đi đến cái chỗ đi đến cái chỗ cái cô bạn đó. Cô là xin tị nạn, trả tị nạn. Thì là cố chỉ cho đường đi nước bước như thế nào. Thì trong trại tị nạn là đa phần là từ bên Đông Đức qua bên Tây Đức đúng không cô? Đúng. Yeah. Có lẽ là như thế. Có lẽ là chỉ là những người bên Đông Đức qua thôi. Tất nhiên là có nhiều sắc dân lắm. Nào là dân Đông Âu, nào là dân gốc Phi Châu, nào là dân Việt Nam, dân Á Châu. Rất là nhiều. Trong một cái cô nhập trại tị nạn. Thật ra gọi là nhập trại, tức là giấy tờ thôi. Chứ còn ngay từ những ngày đầu thì nhờ cái cô bạn tên là cô Bích. Là cô là cũng là xuất khẩu lao động từ Đông Đức qua đó. Thì cô đi trước, cô chỉ đi nước bước cho cô, lại quen cùng với gia đình Việt Kiều này, người cũng người mắc di cư. Thì bác ấy có 7 cô con gái đó. Thì bác lại cho mình ở đấy ngay ngày đầu. Đấy thì là nhờ đó thì gia đình mới làm giấy tờ. Thì mình chỉ có cái tháng đầu nhập trại thì chỉ có quan trọng nhất là anh phải lấy đồ ăn. Lấy đồ ăn để cho họ đóng cái stamp vào trong cái thẻ của mình. Nếu mà 3 ngày liền mà không lấy đồ ăn, có nghĩa là anh không có trong cái sinh nhật trại thì mình sẽ mất chất quyền tị nạn luôn. Cô ấy tới đó, cô lấy nhà tại đó nhau. Sáng ra đến lấy đồ ăn xong lại cho luôn mấy người ăn khỏe, mấy cái người Phi Châu hay là Đông Âu hay là Việt Nam ăn khỏe đại khái vậy thôi. Đó là những bước khởi đầu của cô khi qua đến Tây Đức. Thì từ bao lâu thì cô mới hát cái show nhạc đầu tiên ở hải ngoại? Qua đấy chừng để cô nhớ lại, cái show đầu tiên là chính là một cũng là một anh chị Việt Kiều của tên là chị Dầu và anh Xanh. Thì lúc đó họ còn là một cặp. Thì họ tổ chức, là vì mình sau này mình lại sang nhà anh chị ở thì anh chị mới tổ chức cái show. Tổ chức cái show đầu tiên ở một cái không biết là cái club hay vũ trường, hồi đó mình rất là ngơ ngác. Đầu tiên mà cái show đó là gì biết không? Ái Văn Duy Khánh. Vậy hả? Ủa ông Duy Khánh đâu còn gì nữa? Ông Duy Khánh là sang đây rồi, anh ấy qua bên đó anh hát. Vậy hả, thì cô? Là bảo thôi thì kết hợp cô làm cái show đầu tiên đấy ở ngay Berlin. Thì cho nên là khi mà luôn nhớ là khi mà giới thiệu là cặp song ca Ái Văn Duy Khánh thì anh Duy Khánh có nói ngay là cặp song ca Bất Đắc Dĩ. Chưa bao giờ hát cả. Mà con bé này ngơ ngáo từ ngày Bắc đi sang thì làm cái này hát cái gì. Thì hát cái bài đó là hát kiếp cầm ca, hát chung với Duy Khánh. Nhớ mãi. Và phải tập, phải nghe gì không cô? Thì cái lúc bắt đầu cũng tập rất là ngắn thôi, thời gian rất là ngắn trong trong cái buổi tập nhạc thôi. Thì cũng phải học. Học thì biết trước là anh sẽ hát bài đó thì mình có tập. Đấy lần đầu tiên mới biết hát bài hát đó. Vui quá cô hả? Dạ, vui. Rồi sau đó có show nào mà đông nghệ sĩ đó? Sau đó thì cũng hát một vài cái show nhỏ nhỏ ở Berlin. Tại vì trong cái phạm vi là những người họ biết mình ở đó. Rồi hơn nữa là Berlin thì cũng không phải là một cái... Lúc đó nó còn rất là tranh tối danh sáng. Gọi là tranh tối danh sáng tức là nó giữa những cái người mà chạy qua tị nạn rồi những người ở đó cũ rồi nói chung nó mới lúc đó nó mới cái bức tường đổ nó cứ nháo nhào như thế thì cũng không phải là con show lớn. Thế nhưng mà vì là cô cũng đi hát lanh quanh ở đó rồi thì có một cái nhà tổ chức lúc đó chị Mai Tâm là một cái người mà làm business rất giỏi. Chị có 7 cái tiệm Á Châu rất là thành công của Tây Đức ấy. Chị là người sinh viên du học cũ nhưng mà chị làm business rất thành công. Thì chị hay tổ chức, tức là hay hợp tác với Thúy Nga để đưa show
ca sĩ từ Cali qua. Ca sĩ từ Cali qua. Thì chị Mai Tâm, chị có biết là mình đã hát hò loanh quanh ở trong cộng đồng Việt Đức. Nam tại Đức. Yeah. Đấy. Chị có giới thiệu cho chính Nga. Thì cái show đó là tổ chức tại Düsseldorf. Thì chị Mai Tâm có nói là sẽ có Thúy Nga, tại show của Thúy Nga mà sẽ có Thúy Nga qua. Yeah. Thì chị Mai Tâm rất muốn giới thiệu Vân cho trung tâm Thúy Nga. Yeah. Thì lúc đó thì mới nói mới hát gì, mình nghĩ mãi mà thôi giờ mình không biết là bài nào sẽ lọt vào cái vào mắt xanh của Thúy Nga để mà chọn mình theo cái dòng nhạc nào. Thôi mình hát ba bài bây giờ nghĩ buồn cười nó chẳng ăn nhập với nhau hết. Bài Chiếc Lá Cuối Cùng của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Woman in Love. Em đi chiều hương. Ủa? Nói chung là trước quốc à. Không, đôi khi đó cũng là cái hay là thường chúng ta muốn thử chúng một cái đấy. Chúng là nào chúng. Ba dòng ba thể loại nhạc khác nhau hả? Trong một tiết mục. Thế cho nên là nhưng mà hát xong đấy thì là Thanh Tô Online đó thì mới mời vô đằng sau hậu trường sân khấu. Có cả cô Marito, có cả cô Thảo. Đó thì mới nói chuyện là muốn mời hợp tác với Thúy Nga luôn. Lúc đó là tháng 11 năm 1990. Để mà chuẩn bị quay với Thúy Nga đó thì là trước đó thì sang Thâu Băng. Thành ra là phải nói là cái lúc đó là cái cơ duyên đến với Thúy Nga một cách rất là tình cờ và rất là nhanh chóng, rất thuận lợi. Nhờ có chị Mai Tâm ở bên Đức. Cái show nhạc đầu tiên đó đó. Yeah. Cô nhớ những nghệ sĩ nhạc sĩ nào có mặt trong show đó không? Mình nhớ có anh ca sĩ Tuấn Anh, rồi Thúy Vi, ai nữa thì mình không nhớ rõ lắm, nhưng có anh Trúc Hồ với Jia, rồi có anh Trung Nghĩa, đúng rồi, Trung Nghĩa, đó là cái show đầu tiên mà làm một cái rạp lớn với Hồng Kông, nhưng mà có bao giờ cô dọn qua bên Pháp ở không, Paris ở sau đó không? Không, cô thật ra là cái thời gian hơn 4 năm ở Âu Châu mà công tác với Thúy Nga đó thì là đi qua Pháp gần như là khoảng độ vài tuần, hai tháng gì đó lại qua. Từ lúc đó là Thúy Nga làm một năm 4 cuốn. 4 cuốn video, chưa kể là là hợp đồng với Thúy Nga là sẽ ra CD, con album. Cho nên là mà muốn thu là phải sang Pháp thôi. Thúy Nga lúc đó là quay ở bên Pháp thôi. Trên video thì cái cuốn đầu tiên cô góp mặt cho Thúy Nga là cuốn Paris Banana 12. Với bài Paris và anh. Đúng rồi. Bài đó quay rất là dễ thương. Cái đó là MTV. Còn cái cuốn đầu tiên mà quay gọi là trên sân khấu đó thì cái đó chính là cuốn 13. Nhưng bởi vì là kỵ con số 13 sợ xui cho nên nó thành ra cuốn Paris Van Ay đặc biệt. Dạ đúng ạ. Là cô hát bài Thơ Ngây. Thơ Ngây bài... và bài Tango cho em. Đây Jimmy còn giữ cái cuốn băng mà đầu tiên cô thâu. Theo dõi không nhận ra mình nữa. Xin chí cái thời điểm này cô Ái Vân và chú Elvis Phương trong đây thì hát bài Tango Jam. Trong đây thì có nhiều bài hay lắm như bài Tình Ca Mùa Hạ thì Jimmy rất là ái mộ cô. Cảm ơn Jimmy. Jimmy giữ được cái cuốn băng này, thứ nhất là về kỷ niệm về thời gian là rất là quý, cái hai là cái thời cassette vẫn là thịnh hành. Chưa có DVD thì chưa có CD luôn. Cassette và video thôi. Thì năm mấy thì cô mới qua bên Mỹ trình diễn đầu tiên? Năm 93 khi mà có Đức họ cấp cho giấy tờ được định cư. Ở đó thì mình mới đi chuyến đầu tiên là qua bên Úc. Ồ, bên Úc chứ mới qua Mỹ? Qua Úc. Rồi sau đó qua Mỹ. Thì tên năm mấy thì cô mới định cư tại San Jose này? Năm 94 thì cô Vân qua hát nhiều. Và 94 là sang định cư đấy. Định cư luôn. Định cư, nhưng mà định cư đầu tiên là với visa làm việc thôi. Bởi vì đi theo ông xã. Ông xã cô Vân thì được hãng cử qua làm đại diện như này. Thì đi qua làm việc. Trong cái thời gian cô cộng tác với Thúy Nga thì cô được hát rất là nhiều những cái bài hát mang âm hưởng dân ca. Và hóa thân hết tất cả những nhân vật trong tuồng tích của Việt Nam. Không phải tất cả nhưng mà nhiều. Nhiều. Thúy Kiều ha. Rồi Thị Màu. Tấm Cám, nhiều lắm. Tức là cũng rất là nhiều tính cách khác nhau. Thúy Kiều thì nghĩa là bi thương đau khổ, Tấm Cám thì nghĩa là cũng hiền dịu, Thị Màu lên chùa thì lẳng lơ. Chị mình rất thích cái nhạc kịch đó. Của nhạc sĩ Phạm Duy đi. Thì đang cộng tác một thời gian dài thì sau đó thấy cô có cộng tác bên Trung tâm Thế giới Nghệ thuật nữa.
tức là sau khi cô Vân thôi hợp tác với phía Nga thì có sang hợp tác với lại trung tâm Asia hai cuốn. Chẳng ngừng trên trời nước ta, lặng nghe trăng gió bảo nhau, chị kia quê quán ở đâu, gió không có nhà, gió bay muôn phương, biên biệt chẳng ngừng trên trời nước ta. Dạ đúng rồi. Thì gần đây thì Jimmy thấy cô có phát hành một cuốn sách, một cuốn tự truyện là Để Gió Cuốn Đi. Cuốn này Jimmy đã đọc hồi 5 năm trước, lúc mà cô phát hành đó. Thì Jimmy thấy trong đây có một phần mà cô để trống tới mấy trang lận. Tại sao cô không viết hay là cô được không để? Thật ra thì cô Vân đã viết rồi. Nhưng bởi vì là, và phải nói là những người thân hữu, bạn bè, quen biết, đồng nghiệp và khán giả, nhiều người biết cái quãng đời 7 trang này lắm. Jimmy lại chưa. Nhưng có điều là để mà viết ra giấy trắng mực đen thì cũng cô Vân suy nghĩ rất là nhiều. Viết ra thì có lẽ mình sẽ giống như mình gợi lại hả? Mình gợi lại. Thật ra mình cũng đã chôn giấu những cái năm tháng ấy rồi, chôn rất là sâu rồi, mình muốn quên đi. Và khi viết những này ra, khi đã viết thì nó theo cái dòng đời ấy, cứ thế trôi, mình đã viết ra hết. Nhưng khi mình viết ra mình cứ đau, rất là đau, và mình cũng không hình dung được là nó lại khốc liệt như thế. Khi mình nhớ lại vì lúc đó mình trải qua thì mình phải trải qua thôi. Mình cũng rất là đau đớn, rất là dằn vặt. Nhưng có điều là khi mình viết lại, khơi lại cái nỗi đau. Thì vì cái dòng đời và cái dòng hồi tưởng thì nó cứ thế mình phải viết ra. Nhưng mà để mà phát hành cho mọi người đấy, thì có lẽ đối với độc giả thì sẽ rất là thích, rất là hào hức muốn biết. Bởi vì rất nhiều người biết cái giai đoạn đó của cuộc đời ấy Vân. Thế nhưng mà để mà đưa lên giấy trắng mực đen ấy, có lẽ sẽ làm đau lòng rất là nhiều người liên quan. Cũng chẳng để làm gì, bởi vì cũng là thời gian trôi rất lâu rồi. Hơn 30 năm rồi. Đúng rồi. Thì gọi là tình ơi xin ngủ yên đấy. Cứ để mà thấy đi hơn nữa là cô Vân còn một đứa con chung. Nên không muốn là, mặc dù là cháu cũng không đọc được tiếng Việt nhiều đâu. Nhưng mình không muốn. Mình không muốn để cho nó phải biết đến những cái giai đoạn đó. Những cái biến cố đó. Thôi mình cứ cô giữ. Viết thì cô không muốn viết. Vậy cô có thể chia sẻ không? Nói chung là tập 2 thì là một cái, thật ra cái chuyện tình duyên của cô nó long đong lận đận lắm. Trên cái tập 2 thì thấy một cái người đó họ rất là có tài và họ rất là giỏi giang. Trừ mỗi cái điều là trong cái tình cảm vợ chồng, những lúc vui thì không sao. Nhưng những lúc mà không vừa ý thì mình chả làm cái gì. Mình cũng chỉ như là con chó con mèo trong nhà thôi. Thành ra là mình không, đối với người nghệ sĩ thì khi lên sân khấu mình lung linh, mình đâu có muốn là những cái chuyện đời tư của mình bị phơi bày ra, hoặc là mình đâu có muốn là người ta đối xử với mình nó khác với sân khấu. Người đó cũng là một nghệ sĩ, nghệ sĩ múa. Thế cho nên là tôi nghĩ là thôi, cách tốt nhất là nên chia tay. Mà nếu mà không cho chia tay một cách bình thường, bình yên thì mình phải chạy trốn thôi. Đấy là lý do mà cô rời khỏi Việt Nam giữa lúc mà cái sự nghiệp của mình đang trên đỉnh đang trên cái đỉnh của nó. Và hình như là thời gian đó biến cố tới dồn dập với cô, tại vì má cô là cũng 1-2 năm sau là mất. Cô Vân đi rời khỏi Việt Nam 1 năm thì má cô mất. Thì khi mà bên này cái ngày về không có nghe tin mẹ mình mất thì cái cảm giác cô như thế nào? Thật ra khi mà
khi mà quyết định mà đi trốn sang Tây Berlin để trốn, thì lúc đó cái việc mà định cư ra đi ở hải ngoại nó làm cái gì giống như cái tội phản quốc rất là nặng, và có lẽ không bao giờ có ngày về. Thành ra để quyết định đi là cả một cái sự rất là khó khăn, rất là đau đớn, gần như một cái sự phải lựa chọn. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh mình lúc đó phải đau đớn, phải dứt bỏ, phải bỏ hết cha mẹ già, bỏ hết đứa con thơ, đứa con duy nhất của mình mới 4 tuổi, là cả một sự đau đớn, đau lắm, đau như là cắt ruột mình lên lắm. Nhưng mà còn hơn là giữa cái sống với cái chết thì mình phải chọn. Thì cô phải chọn cái sống. Giờ thì mình tính. Rồi sau đó là cũng bàn mưu tính kế với gia đình rất nhiều lần để làm sao đưa đứa con sang. Thì cuối cùng là cũng diễn biến với thời gian, thì cuối cùng đi được đến là thương lượng được với nhau. Chứ hồi đầu đi thì đúng là cả một cú sốc với người đấy. Gần như là một cái cú sốc về tinh thần, về tâm lý, về tiếng tăm, về mọi thứ. Cô hiểu cái người ở lại họ cũng, mà đối diện với dư luận, đối diện với bạn bè, đồng nghiệp, với khán giả, có lẽ cái người đó người ta còn khổ hơn mình. Cô cũng hiểu, mặc dù là chính là người đó gây ra. Thôi, cái gì nó cũng có cái định mệnh, như là Jimmy nói lúc đầu, tôi nghĩ là định mệnh. Là cái con đường mình phải đi, phải trải mỗi người. Mà có lẽ là khi ở với nhau nó không được cơm không lành, canh không ngọt, mà đến mức kinh khủng như thế, phải giữ cái sống với chết ấy, thì nên tách nhau ra. Và thật sự là cái tách nhau ra đó lại là một cái quyết định quá đúng đắn. Bởi vì mỗi người đều khẳng định vị trí của mình. Mỗi người đều chọn cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều. Và đều có những cái sự nghiệp riêng. Rất là đáng để được trân trọng nó. Đúng rồi. Nên là tôi nghĩ rằng đấy là một cái quyết định đúng đắn. Hôm nay Jimmy được nghe câu chuyện của cô thì rất là xúc động. Với những tình tiết khá là ly kỳ và gay cấn. Nói về cô thì chắc phải làm mấy tập nữa, nhất là cái thời gian sinh hoạt con người hải ngoại. Hy vọng là sẽ có dịp trở lại nơi đây nghe thêm những câu chuyện từ cô. Jimmy cầu chúc cho cô thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong tâm hồn. Cảm ơn Jimmy rất là nhiều, cảm ơn cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và Jimmy phải nói là tuổi trẻ nhưng mà rất là có tâm. Nghĩ đến những người nghệ sĩ không còn xuất hiện dưới nền sân khấu nữa. Và có một cái buổi nói chuyện hôm nay với cô Vân rất là tâm tình. Và phải nói là rất là dễ thương, rất đáng nhớ đấy. Nên là cô cũng chúc Jimmy là mạnh khỏe và thành công. Thành công trong cái công việc mà gọi là truyền thông và mang lại nối kết cái người nghệ sĩ lớn tuổi với khán giả của mình. Cô rất là cảm ơn Jimmy. Cô cũng trẻ lắm, cô chưa lớn lắm. Rất là dễ thương. Cảm rồi. Ơn cô. Mong dịp trở lại nơi đây ha, cô chấm tâm tình thêm. Cảm Jimmy. Ơn cô và cảm ơn quý vị đã theo dõi, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn quý vị. Xin chào.